Mới rồi thôi thì Nam Thịnh này chưa có chiến tranh, đau khổ. Nó rồi giờ tới mèo lui rồng tới, là rồng là năm Giáp Thìn này, ba giờ vẫn kêu là chưa có gì. Thì là để tôi nói lại cái Nam Thịnh này cho nó rõ hơn. Giờ thế giới chiến tranh khắp nổ bùng vào cái Nam Thịnh, mà bây giờ mình phải biết là cái Nam Thịnh nào. Nhưng mà nói cái Nam Thịnh tới đây là Giáp Thìn thì nó Phật chỉ nói là chỉ có cái điểm trời xuất hiện thôi. Nhưng có những cái điểm lạ gì đó, nhưng mà mình là phàm phu mình không biết. Nhưng mà quý vị nghe thì lắng nghe coi Phật nói như vậy. Mà qua cái Nam Thịnh này có cái điểm gì mới lạ trong đất nước mình là không, hay là cả kẻ thế giới. Như vậy thì điểm ứng rồi thôi. Như vậy thì chứng tỏ là Nam Thịnh này chưa có giặc giả, nhưng chỉ có một cái điểm lạ ứng rồi thôi. Nhưng mà nói tới Nam Thịnh có giặc giả thì phải chứng minh vào cái chỗ khác, là phải là Bính Thành. Mà nếu nói tới Bính Thành đó, Bính Thành thì là năm 2036. Rồi đấy, mèo lui, mèo đây là phải nói ất mão nè, phải nói ất mão. Mà nói ất mão mới có trong kinh sấm, mới có nói với chiến tranh ất mão thì việc Chúa chưa an, hay là ất mèo thay chết ngổn ngang xóm làng đó. Thành ra nói tới ất mèo là nói can chi rồi, thì mình biết là năm 2035 rồi. Rồi trong ất mèo thì ông ba cũng nói là năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lý tuôn dầm về. Như vậy thì tháng hợi là tháng 10 mới có việc buồn, là cuối năm mèo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, thì cũng nhân dịp hôm nay thì chúng tôi cũng có cái dịp mai thì chúng tôi lên đây thì gặp được ông Sáu ở đây cũng tình cờ. Thì hôm nay thì tôi cũng mới viết mấy chữ đây quý vị, trong cái giáo lý của Đức Thầy, để tôi xin hỏi ông Sáu vài câu nghe ông Sáu. Bây giờ rồi, cái trong vậy cái dạ. Đưa cho tôi coi trong đó rồi tôi tự biết à. Vậy ha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng nhân dịp đến đây để gặp được anh em huynh đệ, rồi có nhờ tôi diễn giải dùm những cái câu giảng giáo lý của Đức Thầy. Vậy thì tôi, cái nào tôi hiểu thì tôi sẽ giải ra để cho quý vị, chia sẻ quý vị. Còn cái đoạn nào tôi không hiểu thì tôi xin nhường lại dịp khác. Còn tôi giải có cái gì sai trật thì nhờ các vị cao minh đó hộ chính thêm. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất là huynh đệ hỏi: Nam Thịnh bước tới thiệt là rồng, nanh gút dậy dùng nổi lông đông, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Như vậy thì bốn câu thi này là thời kỳ nào và năm nào ấy quý vị muốn biết vậy phải không? Nam Thịnh bước tới thiệt là rồng. Nam Thịnh bước tới thiệt là rồng, đây là phải nói là năm Canh Thìn. Năm Canh Thìn năm 1940 là bắt đầu là thế giới chiến tranh thế giới thứ hai năm 1940. Mà Đức Thầy cho biết là Nam Thịnh bước tới thiệt là rồng, đây là ngày ra đời là năm 1939 kỷ mão. Như vậy thì tới Nam Thịnh là năm 1940 là Canh Thìn. Bước tới thiệt là rồng, đó là Nam Thịnh bước tới là năm rồng, là năm Canh Thìn. Nanh gút dậy vùng nổi lông đông, tức là nanh gút, tức là chiến tranh
chiến tranh thế giới đó là đây là thế giới thứ hai, chiến tranh thế giới thứ hai toàn Lê Thứ. Nhưng mà toàn Lê Thứ đây thì khi đó là thầy cho biết là chiến tranh thế giới nổi lên, lo nổi đói đau, giống Lạc Hồng đây là chiến tranh thế giới nổi lên rồi lo, chúng dân phải lo nổi đói, là thời kỳ này con người rất khổ sở, đói rồi đau nó bệnh dịch ôn, thời kỳ này rất là nhiều mà thầy phải ra đời đi, vừa đi giáo đạo mà vừa dùng quyền diệu của tiên gia để độ bệnh là lo, thời này là thời lo nổi đói đau. Đây là cái năm thìn này là nó đã qua rồi, là năm thầy nói là năm canh thìn là năm 1940, nanh gút dễ dùng nổi lông đông. Đây là nanh gút tức là nói về chiến tranh, dễ dùng nổi lông đông là con người khổ sở, lông đông. Chiến tranh thế giới gây ra cái khổ lông đông đó, lo nổi đói đau, chiến tranh tới thì chịu đói là thêm đau nữa. Mà thời kỳ là thời kỳ bệnh dịch rất là nhiều, rồi nhiều cái bệnh rất là cực kỳ mà thầy vừa độ đời, mà thầy dùng cái phương tiện là tam độ nhất nhi đó, trước là độ đời, sau là dùng quyền diệu tiên gia để độ bệnh cho người ít căn lành, nhờ đức mạnh mà rõ lòng từ bi để tu hành. Đây là chữ đói đau giống Lạc Hồng, là giống Lạc Lòng, giống dân Hồng Lạc con rồng chóc tiên, mà thời kỳ này thầy mới ra đời. Thầy nói những cái thiên cơ nó đã đến vậy, dân chúng mới tin theo và lo quy y tu hiền như ngài. Thời gian này rất là đông, như vậy thì trong bốn cái câu thi này là việc nó đã qua rồi, nó đã trải qua hồi năm 1940 canh thìn đến bây giờ rồi. Đây là tôi câu này là cái tôi giải là như vậy. Bây giờ quý vị cứ nghe rồi nghiên cứu có đúng sai để bổ chính thêm. Và thêm một câu hỏi thứ hai nữa, cũng năm thìn nữa. Câu hỏi thứ hai là: mèo lui rồng tới bay vơ vẩn, thế giới chiến tranh khắp nổ bùng. Nổ bùng, lỗ nhĩ cũng lùng tung, ngày một tiếp xuân mới vô cùng. Như vậy thì cái năm mèo lui rồng tới đây là bay vơ vẩn. Như vậy là mèo lui là năm mèo, nó vừa hết. Rồng tới là năm thìn đến mà cái cơ này nó chưa tới. Mà hẹn bây giờ là năm mèo rồi, năm nay là năm kỷ mão. Nhưng mà rồng tới đây đó là năm giáp thìn, nhưng mà có bay vơ vẩn hay là không? Như vậy thì theo cái hiểu của tôi đó, thì năm mèo này tới lui đó, năm mèo lui đó, đã lui rồi, rồng đã tới rồi, là năm rồng này là năm giáp thìn. Mà năm giáp thìn này có hay chưa? Như vậy thì lấy bên Kim Cổ Kỳ Quang để mà diễn tả câu này. Bởi vì bên Kim Cổ Kỳ Quang thì ông ba ứng rồi thôi, thì năm thìn này chưa có chiến tranh, chưa có chiến tranh đau khổ. Nó rồi giờ tới mèo lui rồng tới là rồng là năm giáp thìn này, ba vừa vẫn chưa làm, chưa có gì. Thì vậy là để tôi nói lại cái năm thìn này cho nó rõ hơn. Giờ thế giới chiến tranh khắp nổ bùng vào cái năm thìn, mà bây giờ mình phải biết là cái năm thìn nào. Nhưng mà nói cái năm thìn tới đây là giáp thìn thì nó Phật chỉ nói là chỉ có cái điềm trời xuất hiện thôi. Nhưng có những cái điềm lạ gì đó, nhưng mà mình là phàm phu mình không biết. Nhưng mà quý vị nghe thì lắng nghe coi coi Phật nói như vậy, mà qua cái năm thìn này có cái điềm gì mới lạ trong đất nước mình là không, hay là cả kẻ thế giới. Như vậy thì điềm ứng rồi thôi. Như vậy thì chứng tỏ là năm thìn này chưa có giặc giả, nhưng chỉ có một cái điềm lạ ứng rồi thôi. Nhưng mà nói tới năm thìn có giặc giả thì phải chứng minh vào cái chỗ khác, là phải là Bính Thìn. Phải là Bính Thìn. Mà nếu nói tới Bính Thìn đó, Bính Thìn thì là năm 2036. Rồi đấy mèo lui. Mèo đây là phải nói ất mão.
phải nói Ất Mão, mà nói Ất Mão mới có trong kinh sách mới có nói với chiến tranh Ất Mão thì việc Chúa chưa an hay là Ất Mão thay chết ngổn ngang xóm làng đó. Thành ra nói tới Ất Mão là nói can chi rồi thì mình biết là năm 2035 rồi. Rồi trong Ất Mão thì ông ba cũng nói là năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi mới lý tuôn dầm về. Như vậy thì tháng hợi là tháng 10 mới có việc buồn là cuối năm mèo. Như vậy là vậy mà chưa mấy uê, tức là cũng đau khổ nhưng mà chưa có đến đổi lắm. Nhưng mà ngài cho biết là trung ương rồng lộn, ê thầy phơi. Nếu nói chữ trung ương là nửa năm thịnh thì mình phải nói là cái năm thịnh này mới được. Mèo bay rồng tới là năm thịnh này, con rồng này, con mèo này. Nào, bay về vạn thế giới chiến tranh khắp nổ bùng đây là tới năm này là chiến tranh thế giới nổ lên hết chứ không còn một chòm nhóm nào hết. Nó như vậy là chiến tranh thế giới, đây là nổ bùng tất cả các chỗ đều nổ, phải không? Nào, tranh thế giới khắp nỗi buồn. Nhưng mà tới để nói thêm bởi vì tôi cũng già không có làm gì hơn mà tối ngày chỉ ngồi truy cứu giáo lý của thầy rồi viết ra để mà chia sẻ với anh em. Như vậy thì nói đến cái năm thìn này đó thì phải nói là Việt Nam của chúng ta bị miền Nam Việt Nam này bị cái chiến tranh giặc miền rất là nặng nề. Còn cả thế giới thì cái chiến tranh thế giới các nơi thì nó cái mặt khác. Nhưng mà về Việt Nam, miền Nam Việt Nam thì bị giặc miên vào cái năm thìn. Mà theo tôi truy cứu bên Sấm Trạng thì ngài cho biết là người người phải trải qua gian nan đó. Câu này tôi nói nhiều lần rồi, thìn tị là quan, phải vượt qua, có nghĩa là chữ quan là ải quan. Phải vượt qua, đây là nói thằng Miên nó vượt qua ải quan, nó quánh xuống Việt Nam mình vào năm thịnh tị. Rồi nói thêm là Đức Bổn Sư ngài cũng cho biết là xà cắt cổ Tần Vương khởi dậy. Như vậy thì chúng ta thấy là xà là năm con rắn, Tần Vương là nó giặc miên, khởi dậy là năm rắn. Như vậy thì chúng ta mới bắt vào cái chỗ là năm mèo rồng rắn, đây là 3 năm liền là chiến tranh khởi rất lớn ở miền Nam Việt Nam. Vậy là chúng ta ráng mà phải là tu hiền mới qua khỏi. Đây là cái câu mèo lui rồng tới bay vơ vẩn là nói con mèo năm rồi là vừa qua rồi rồng tới đây nè. Bay vơ vẩn là chưa phải, anh nói lộn. Mèo lui là con mèo Ất Mão chứ không phải con mèo vừa qua này. Rồng tới là Giáp Thìn. Ở Bính Thìn, còn bây giờ Giáp Thìn thì ông nói điềm ứng rồi thôi. Rồi bây giờ nói cho nó hết cái này thì tôi phải có truy cứu bên Sấm Trạng và bên Phật Thầy Tây An các nơi thì nói là con mèo là Ất Mão đó, là năm Bính Thìn Đinh Tị đó, mà Phật nói là Bính Thìn Đinh Tị ngẩn ngơ đó, chúng sanh ba tánh như to rối cuồng. Như vậy thì đến năm đó là chúng ta phải bị như to rối cuồng. Thôi hai cái câu này là thuộc phiên cơ, tôi cũng chỉ nói giải sơ qua vậy. Đây là những cái cơ sấm mà Phật và Thầy dạy chúng ta. Cái cơ khổ đó đến thì bây giờ phải ráng lo tu hiền mới vượt qua khỏi những cái nạn này. Thì cái tiếp đây là ba câu thi mà quý vị đưa để tôi diễn giải, là ba câu thi mà thầy giải cho ông Nguyễn Thanh Tân trong những bài thi quả, mà ba câu thi này trong những bài quả của Đức Thầy. Ở đây không có những cái bài sướng của thầy của ông Nguyễn Thanh Tân, mà đây viết lên ba cái bài quả không à. Mà ba cái bài quả này thầy cũng dạy tu không à. Là cái câu bài thứ nhất là xuống trần dạy dỗ cũng đà lâu, sẵn dịp địa quê rải đạo màu, thông thả trao tria đời lửa ngọc, thảnh thơi chùi rửa khắp tiềm châu.
Trung Dung theo đó noi gương Khổng. Hiếu hạnh dạy con chớ mến lầu, tuyệt đích siêu màu nơi kẻ ấy. Phàm nhân sớm vội gác cơn sầu. Như vậy thì ba câu này thì thầy dạy chúng ta là cái người vào đạo của Ngài trước tiên phải gội rửa thân tâm và tu làm cái chữ hiền, chữ hiền từ. Bởi vì thầy nay xuống tầng dạy dỗ đã cũng đã lâu, sẵn dịp lề quê rải đạo màu, tức là cái đạo của thầy dạy chúng ta đó, thông thả trao tria đời lựa ngọc, tức là thông thả coi để thông thả trao tria, tức là trao sửa đời lựa ngọc, tức là trao sửa việc đời và tâm mình để mình lựa, còn lại là những chữ vàng son châu ngọc, mình không còn bị ô nhiễm. Trung dung theo đó noi gương Khổng, nghĩa là thầy dạy chúng ta trước tiên phải tu cái đạo trung dung, tu theo cái đạo trung dung, theo đó tức là theo cái đạo trung dung, mình không cao mà không thấp, tu cái đạo có thầy dạy để không cao không thấp, tức là trung dung, theo đó tức là theo cái đạo trung, và noi gương Khổng là phải tu cái đạo nhân, là cái đạo của Đức Khổng Phụ Tử dạy. Mà cái người đời nay là chúng ta là căn cơ hạn hẹp, người hạ căn hạ trí, thầy mình dạy mình phải tu trung dung, tức là tu cái đạo nhân, thu theo cái đã noi cái gương của Khổng Phu Tử. Rồi Đức Quỳnh Gia Chủ dạy đó, hiếu hạnh dạy con, thì dạy con, chứ con là thầy dạy chúng ta, là thầy nó hiếu hạnh dạy con là dạy chúng ta đó, chớ mến lầu. Dạy chúng ta nếu tu hành thì đừng có mến kiểu lầu cao cửa rộng, theo danh theo lợi thì bị sanh ra việc ác. Mà Ngài dạy mình phải hiếu hạnh, tức là phải đạo của Ngài, đạo trung dung là đạo trung đạo hiếu. Và cái hạnh kiểm của mình, hiếu hạnh là mình đã làm chữ hiếu rồi, phải tạo cái hạnh kiểm hòa nhã với tông hương chòm sớm, sống với tình nghĩa vợ chồng với anh em hòa thuận, là chớ có mến lầu giàu sang phú quý. Nếu mình ham danh ham lợi, ham tiền tài vật chất thì mình sẽ bị cái lòng tham nó khơi dục mình, là mình tu cái đạo nhân không tròn vẹn. Mà mình tu mà mình còn ham mến cái chữ giàu sang phú quý, tức là mến lầu cao cửa rộng, thì mình phải làm việc ác, có nghĩa là sanh cái lòng tham. Thì thầy dạy đó, mà thầy nó tuyệt đích siêu màu nơi kể ấy. Như vậy thầy dạy cái pháp tu này là tuyệt đích, là tuyệt vời đó, mà về đích luôn đó, về sớm hơn tất cả. Có lẽ là cái người hành theo đạo của thầy, đạo trung dung là đạo hiếu nghĩa, hiếu hạnh, mà giữ cho tròn cái lòng tham lam đó, thì sẽ về hội Long Hoa sớm nhất. Và hội Long Hoa sớm nhất đó, là phàm nhân sớm vội gác cơn sầu, mà muốn sớm vội gác cơn sầu, tức là mình muốn gác cơn sầu đừng có lòng tham, đừng có lòng tham thì mình đâu có sầu muộn, đâu có đau khổ. Như vậy thì thầy dạy cái này theo tôi đó, thầy dạy mình tu cái đạo nhân, ráng tu cho trọn vẹn, và làm cho trọn vẹn cái này thì tuyệt đích đó. Tuyệt đích là tuyệt đối, là rất là mau lẹ, rất là công phu, rất là cao, siêu là siêu việt, màu là màu nhiệm, cái kể là tuyệt đích, có nghĩa là tuyệt vời, mà có thể là về đích luôn đó, là không bị nè, siêu việt, tức là nó tuyệt vời, nói chung là vậy đi. Phạm nhân sắm rỡ các con sầu, tức là ông khuyên mình phải diệt bớt cái lòng tham, hãy bớt lòng tham thì không còn sầu muộn. Đó là một bài. Rồi Ngài dạy tới một cái bài thứ hai nữa đó, thì đây là tôi giải theo bài giải của thầy thôi, còn bài quả trong này không có. Thuyền từ kêu gọi ngóng trông, trông cho dân chúng bớt lòng tham ô, chừng nào thấy được cơ đồ, nhân vô viễn lự, gia vô nhân định. Mấy cái câu này cao lắm nha.
Ông Hải Sang nghe câu này mà tu nghe ông Hải Sang thầy mình dạy tuyệt đối lắm Hải Sang ơi. Thuyền từ kêu gọi ngóng trong, tức là thầy đem cái thuyền từ bi mà kêu gọi chúng ta phải làm chữ hiền. Lòng từ bi phải có, thương người, giúp người, hiền từ giúp người. Nó mới nên lúng chủ thuyền từ, kêu gọi mình phải làm hiền từ. Ngóng trong tức là ngài trông chờ mình làm đó. Thuyền từ kêu gọi ngóng trong. Trông cho dân chúng bớt lòng tham ô, tức là ông trông cho tín đồ của ngài tu theo ngài quyết chí tu hành hiền từ, mà phải bớt lòng tham ô, nghĩa là bớt thôi chứ còn chưa có diệt nổi. Bởi vì chúng ta nó chung cái lòng tham ô mà tham của báo làm điều tàn nhẫn thì cái này mà mình không còn rồi, phải không? Nhưng mà tham danh tham lợi thì mình chắc cũng không còn ra, nhưng mà mình cũng phải còn làm để sống chứ, không? Thì mình bớt đi nhưng mà vẫn làm để vừa sống vừa tu hiền. Rồi mà cứ làm như vậy mà lo tu hiền, lo cái chỗ hiền từ, để mà tu theo ở trên, cơ bà trên nó tu theo đạo Khổng, tức là tu theo đạo của Khổng Phu Tử, tức là đạo nhân. Phán tu như vậy rồi tu cho đến chừng nào thấy được cơ đồ, nghĩa là mình tu được như vậy thì mình sẽ về được hội Long Hoa rồi, mới thấy được cơ đồ. Chừng nào thấy được cơ đồ là Chúa Thánh ra để lập quốc. Là chừng đó mình mới thấy được cơ đồ. Mà mình thấy được cơ đồ là mình đã đạt cái đỉnh của chữ tu đạo Trung Dung rồi, là cái đạo nhân rồi. Thì chừng đó đó mới mình dự hội Long Hoa là Chúa Thánh ra đời mới an ban tỉnh quốc đó, thì mới có cái câu dưới này nè. Nhân vô viễn lự, gia vô nhân đình. Chừng đó nhân là người, là chỉ cho chúng ta là cái người tu, phải không? Mà tu ngày nay mà tới chừng mà thấy được cơ đồ là thấy Chúa Thánh lên ngôi đó, tức là dự hội Long Hoa đó, lập đời thương cổ, là chừng đó mới thấy được cơ đồ. Thì nhân vô, tức là cái người mình tới chừng đó, nhân là người, vô là ta là vô ngã rồi. Viễn lự tức là không còn, nhân vô viễn lự tức là ta không còn buồn lo nữa. Mà bị ta thay hồn đổi xác thì ta thành là người thượng căn thượng trí rồi. Thì tới chừng này là nhân là vô viễn lự tức là ta không còn buồn lo nữa. Chứ vô là không, chứ viễn lự là buồn đau. Tới chừng này ta thành người thượng căn rồi. Chống đời thượng quân là nhân vô viễn lự. Là mình tới chừng mình về đó là mình không còn buồn lo nữa. Rồi gia vô nhân đình, rồi tới chữ gia vô đây đó, chữ gia đây là phải nói là nhà ta, chữ gia là nhà, mà nhà đây có thể nói là cái thân ta, cái thân ta. Chữ vô đây là tới chuyện đó mình thành người thượng căn thượng trí rồi, mình thành cái người vô ngã rồi, không còn ô nhiễm cảnh trần nữa, mình là người thượng thượng căn rồi, mà trong cái nhà mình là cái thân mình, không còn tham sân si nữa. Tức là mình vô ngã. Nhân đình, chữ nhân đình là con người mình là tới đây là cái người hạ căn hạ trí, tới đây là nó dừng lại rồi, nó không còn nữa, mà mình bước qua một cái thời kỳ của đời thượng căn. Mà tới đây thì Đức Thầy cho biết chúng ta đó, cái người tu hiền theo giáo pháp của Thầy mà chỉ có thời kỳ này là thời kỳ tận diệt. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là ngày xuống đây là ngày tận độ. Bởi vậy mới có cái câu là, mới có cái câu tận độ là dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì nếu tới cái câu này đó mà lấy qua cái chỗ mà dù tiên phàm ma quỷ cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, tính là gì? Tính là tin, tính là tin theo cái pháp của Thầy dạy, tính là tin ngài là Phật, tin cái luật nhân quả nghiêm minh, tin cuộc sống của mình ngày nay là nằm trong cái nhân tạo tiền kiếp mà sanh cái quả khổ, để mình tu hiền, để mình vượt qua. Tức là đây là chữ tinh, chữ tính, tinh là tinh.
tin thầy là Phật, mình tin luật nhân quả và mình tin mình tu sẽ vượt qua khỏi cái định luật để trở về cái đời thượng quan thánh đức. Và cái chữ tin là có ba cái đường hướng để mình đạt tới cái đỉnh. Rồi được cứu cánh về nơi an dưỡng là chỗ nào? Cứu cánh được tức là thời kỳ này được trời Phật vớt mình lên từ cái người hạ căn hạ trí mà tin theo Phật, tin theo trời, để mà tin luật nhân quả, để cố gắng tu hành làm lành lánh dữ, giữ gìn chữ thiện thì được vớt mình lên dự hội Long Hoa và được thay hồn đổ xác, thì mình thành trở lại người thượng căn. Mà trong lúc này là mình là người hạ căn hạ trí. Mà nếu mình hạ căn hạ trí mà bây giờ mình muốn, theo tôi nghĩ đó, mình muốn tu về cực lạc là rất là khó khăn, bởi vì mình là người hạ căn hạ trí. Mà Phật thầy ta ngày có dạy đó, vì trước đây mấy năm đó tôi có không đi tu muộn lắm rồi, tôi cũng muốn về núi tôi tu cho bỏ xác để thành Phật. Nhưng mà sau khi tôi nghiên cứu giáo lý của thầy đó, thì tôi thấy thầy nói một câu trong cái bài mà toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng chứ nhớ dở quá trong cái bài thầy dạy mình nuôi tú là bài gì, cái quyển nhỏ nữa, tông chỉ hành đạo, trời ơi, trong tông chỉ hành đạo thầy, tôi truy cứu qua con đó nghe trong giảng tông chỉ hành đạo thầy nói câu thầy dạy đó, những người xuất gia là người quyết tu cho thành chánh quả, còn ông nói riêng riêng về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là toàn thể tín đồ Hòa Hảo là người tại gia cư sĩ. Mà theo tôi thấy nói chữ toàn thể tín đồ Hòa Hảo thì không có người xuất gia, theo tôi nghĩ. Mà lúc đó tôi đã vào núi tôi ở rồi, như vậy thì tôi đã nghĩ vậy là mình đi về không lẽ sai sao, mình cũng đi tu mà đi sai sao. Như vậy thì nói đúng lại là đi tu thì tu đâu cũng là tu, nhưng mình sợ tu lạc đường, tu tầm bậy thôi, chứ còn tu đâu cũng là tu, nhưng mà tu đúng chánh pháp thì nó đều đúng. Nhưng mà có một điều mình chưa hiểu hết cái giáo pháp của thầy, là mình muốn thành Phật. Trong lúc người ta đã hiểu thế nào đó, căn cơ người ta cao thì người ta cứ đi, còn mình còn thấp quá. Như vậy là sau khi tôi về thì đám giỗ nhà thì gặp anh em ấy nhờ tôi giải bốn câu thi mà lúc đó thầy cho ông Lê Minh Đường, mà ông là na tuổi kỷ mùi một tuổi với đức thầy, mà ông là người trí thức mà ngài quy ông quy y với đức thầy, mà sau này ông muốn về núi ông cấm ông tu cho bỏ xác cho thành tiên thành Phật. Chứ tu theo giáo pháp của thầy thì nó chậm, về họ Long Hoa ông không chịu. Thầy mới cho ông bốn câu thi mà anh em mượn tôi giải, nhờ tôi giải. Thành ra tôi chỉ coi một câu đầu thôi, là phong vân kỳ nộ á thiên tòng. Chứ phong vân là chỉ cho sức mạnh của người muốn đi tu cho thành Phật cũng như Lê Minh Đường, mạnh như phong vân vậy. Kỳ là thời kỳ, chứ nộ là mạnh. Á thiên tòng, nếu nó chữ á là không mà chữ thiên trời, chữ tòng là thuận. Như vậy thì cái thời kỳ này thầy dạy người hạ căn hạ trí mà đi xuất gia thì không thuận với mái trời á thiên tòng. Tôi nghe tới đây là về tôi trở về núi là tôi gọn quần áo tôi về hết, là tôi để cái cốc lại cho anh em ở lại đó, cứ lo tu hiền, tôi không lấy gì gì hết, chỉ lấy quần áo thôi. Như vậy thì rồi tôi coi qua bên cái giảng của Phật thầy Tế An, giảng xưa ngày có dạy đó. Bởi vậy người tu hành phải biết kỹ lưỡng cái này, mà chính tôi cũng bị sai lầm một lúc. Phật thầy Tế An dạy đó, phong thủy đâu thì giống ấy hãy vun trồng, mới có thể đơm bông kết trái. Như vậy thì chúng ta là cái người hạ căn hạ trí của thời kỳ hạ ngôn mạt pháp này, là phong thủy đây, là đất tàn, là đất phèn, nước phèn không à,
mà chúng ta đem cái giống quý vô mà gieo thì chắc nó không có lên được, hay là nó không phát triển. Như vậy thì phải lựa cái giống nào phù hợp với đất phèn, tức là lựa cái cách tu nào phù hợp với người Hạ Căn Hạ Tí. Mà nếu lựa cách tu của người Hạ Căn Hạ Tí hợp thì chỉ có cách học Phật tu nhân, tu tại gia cư sĩ là hợp nhất, làm tròn nhân đạo và giữ vẹn tứ ân. Thì cái này theo tôi nghĩ thì ta thừa khả năng để làm, thừa khả năng để tu, để đạt được cái này. Nhưng mà nghĩ sẽ thừa khả năng, nhưng mà cuối cùng khi mà mấy năm nay tôi vô trì cứu giáo lý thì tôi nó cũng không đơn giản như cái lúc mình nghĩ ban đầu nữa. Bây giờ theo tôi nghĩ đó thì quý vị đạo hữu có tu cao rồi đó, tôi nói có sai lầm thì quý vị bổ chính thêm nghe, bởi vì đây là cái hiểu của tôi thôi. Theo tôi đó, cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, tôi theo Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó, về Tây Phương dễ như lật bàn tay vậy thôi. Nó dễ như cái bàn tay lật qua về Tây Phương thôi. Đó là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà về Hội Long Hoa đó thì nó cực kỳ là khó, không dễ. Nà, còn có một số anh em thì nói về Hội Long Hoa dễ ợt, còn tôi thì nói tôi tri cứu kỹ rồi, tôi theo giáo lý của Đức Thầy, về được Hội Long Hoa cực kỳ là khó. Nhưng mà khi về được Hội Long Hoa thì mình được vớt lên, tức là chỗ này là chỗ Thầy dạy đường đạo đức bước đi từ nấc nè. Chừng đó mình được thành người thượng căn thượng trí rồi, mình sống trong cái đời đầy đủ trời cho mình hưởng, mà chừng đó Thầy dạy, chừng đó mình thành người thượng căn rồi, mình được kiến diện bậc chân sư. Mà mình kiến diện, kiến là thấy, diện là mặt, thấy mặt Bồ Tát trước mặt rồi, mà mình thành người thượng căn thượng trí rồi thì tu hành ma đắc quả. Tôi nghĩ là cái này là chỉ cần mình nghe Phật thuyết tầng pháp là tâm mình không còn vướng mắc như cái người Hạ Căn này, thì thời này là ta tu về Tây Phương như trở bàn tay. Còn bây giờ chúng ta về Hội Long Hoa rất là khó. Khó là thế nào? Tình sớm diền, tình hiếu đạo, tình anh em huynh đệ, tiền tài vật chất mình đang vướng mắc đủ mọi thứ trong này. Chỉ cần cái lòng tham ta chưa dứt được thì ta bị lợi danh nó lôi kéo mình đủ mọi thứ chướng ngại, không thể về được Hội Long Hoa. Nào là tình anh em huynh đệ, nào là tình láng giềng chằm sớm, nào là tình nghĩa vợ chồng, nào là con cái gia đình, dâu con, chồng vợ rể. Mà mình sống cho được trên thuận dưới hòa là phải dùng cái đạo Khổng Phục Tử tu và hiền từ trí đức để mà làm hiền. Giáo hóa gia đình phải thuận dâu thuận rể, như vậy thì nó thuận được là dễ. Nhưng mà chúng ta bây giờ đó, đa số người thì sống trong cái nghiệp quả. Có những người cũng quyết chí tu hành mà gặp cái nghiệp chướng quá nặng. Ví dụ như vợ cho nó tu thì chồng không tu là nó gây cản trở. Mà chồng tu thì vợ không tu cũng gây cản trở. Nhưng mà cái người hiểu đạo, thấu suốt được đạo lý phải chuyển thế nào cho nó hợp, cho nó thuận. Cái này là cái cực kỳ khó. Chứ không phải là nói tu về Hội Long Hoa giới ợt là theo tôi rất khó. Mình đủ sức để mà chuyển hóa những cái chướng ngại, nhất là trong gia đình, rồi ta thôn hương trầm sớm, rồi mình sống cho nó an lạc được, rồi mình tu hành và niệm Phật thì nhất định mình phải về được Hội Long Hoa. Mà về Hội Long Hoa mà nếu quý vị nào có cái nguyện về cực lạc thì sẽ về được cực lạc. Bởi vì cái nguyện xưa của mình về được cực lạc thì chừng đó chúng ta về Hội Long Hoa rồi thành người thượng căn, rồi ta tu về cực lạc như trở bàn tay. À, đó là đây là thầy nó chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng là cái chỗ này, theo tôi nghĩ vậy nha. Nó rồi bây giờ thôi, để tôi nói đơn sơ vậy thôi. Bây giờ quý vị nên ráng tu nhân đạo cho tròn đi, rồi ai muốn về Tây Phương thì ráng làm cho tròn cái về hiếu hạnh, về Long Hoa vượt qua khỏi những cái chướng ngại trong cuộc đời tu học này, để cho thuận trên thuận dưới mà tu hiền, chắc chắn sẽ về được Tây Phương cực lạc. Nhưng mà ai có nguyện về mới về nghe, còn ai nói về cực lạc khó lắm, quyết về Hội Long Hoa thì ai người đó sẽ về đó thôi, chứ không về cực lạc được. Đó là thôi, bây giờ cái lý giải của tôi là vậy. Nhưng bây giờ tôi xin giải thêm một
bài thứ ba, nó bốn câu thứ ba nữa mà trong này hỏi là thầy dạy trong Quỳnh Hiệp Hòa: vạn lý trường thành khí khẩu chương, thanh phong tiết hạnh dĩ luân thường, dị nhân tái thế từ bi thuyết, đào tỷ long xà thoát quả ương. Mấy câu này, xin thưa cái mấy câu này để tôi giải, vì mấy cái này tôi đã có giải trong sách rồi, không biết nó đúng nghĩa hay không, mà quý vị hỏi đây nó đúng với cái tôi đã giải trong sách của tôi rồi, nhưng mà đúng hay sai mình giải đây là cũng ý phàm phu.